Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với chương trình Blue Affiliate. Trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về Blue Affiliate và lý do tại sao đây là cơ hội không thể bỏ qua nha. Đây là cơ hội để bạn trở thành cộng tác viên của Blue T-shirt. Với Blue Affiliate, bạn sẽ nhận được khoản hoa hồng hấp dẫn mỗi khi đơn hàng được hoàn tất thông qua liên kết của bạn. Ưu điểm cạnh tranh nhất của Blue Affiliate chính là sự không giới hạn. Không cần phải lo lắng về số lượt theo dõi, không ràng buộc về số người tham gia. Mọi người, bất kỳ ai cũng có thể trở thành Affiliate với mức hoa hồng hấp dẫn. Trước tiên, chúng ta đi vào phần đăng ký thành viên nhé. Có hai cách. Cách đầu tiên, đăng ký tại góc phải cuối màn hình. Nếu bạn đang xem trên laptop thì có biểu tượng phần quà và chữ đăng ký cộng tác viên. Còn nếu bạn đang xem ở điện thoại thì có biểu tượng phần quà. Các bạn cứ click vào và điền thông tin nhé. Cách 2, bạn kéo xuống dưới cùng của website, phần hợp tác, bấm vào Blue Affiliate và kéo xuống phần hướng dẫn đăng ký rồi bấm vào chữ Link. Sau khi điền thông tin, chọn đăng ký đối tác và chờ email xác thực từ Blue T-shirt. Vào email mà bạn vừa điền, check mail từ Blue T-shirt, chọn xác thực email và điền lại các thông tin. Sau đó đăng nhập vào Blue Affiliate. Đây là trang giao diện của bạn sau khi bạn đã đăng nhập. Đầu tiên, ở phần tổng quan, bạn nên cập nhật hồ sơ của mình. Vào góc bên trái trên màn hình, bấm vào hình tròn này có chữ tên bạn đăng ký, điền các thông tin bên dưới. Tiếp theo, đến phần lấy link liên kết sản phẩm. Xin lưu ý, khi có khách hàng đặt hàng thông qua link từ Blue Affiliate, thì cộng tác viên sẽ nhận được phần trăm hoa hồng trên mỗi đơn hàng. Lấy link liên kết sản phẩm thông qua hai cách. Cách 1, vào trang tổng quan, chọn hướng dẫn và bấm tạo link sản phẩm. Cách này nhanh gọn, dễ dàng gửi link cho khách hàng. Bạn sẽ qua website để chọn sản phẩm mà khách muốn mua, copy link và add vào ô này. Sau đó bấm lưu liên kết, chọn nút sao chép để gửi cho khách hàng. Cách 2, vào trang giới thiệu để chỉnh sửa và khách hàng sẽ chọn sản phẩm. Cách này giúp bạn chuyên nghiệp và dễ dàng xây dựng thương hiệu cá nhân. Bước 1, cộng tác viên muốn thêm sản phẩm, vào nội dung, chọn thêm sản phẩm, sau đó chọn sản phẩm. Khách hàng sẽ chọn sản phẩm trên trang giới thiệu này của cộng tác viên. Bước 2, cộng tác viên muốn trang trí giao diện, vào giao diện và điều chỉnh màu sắc tùy thích. Bước 3, cộng tác viên muốn trang trí nội dung và gắn link vào tài khoản mạng xã hội, vào cài đặt để chỉnh sửa. Cộng tác viên có thể theo dõi các đơn hàng của mình và thanh toán ở hai mục giao dịch hoặc thanh toán. Tình trạng đơn hàng sẽ được cập nhật. Lưu ý, nếu đơn hàng bị hủy, cộng tác viên sẽ không nhận được thông báo cập nhật đơn hàng. Phía Blue T-shirt khi đối soát các đơn hàng thành công cho cộng tác viên sẽ gửi kèm luôn các đơn bị hủy hoặc giao chưa thành công. Vậy là bạn đã hiểu về Blue Affiliate và tại sao đấy là cơ hội không thể bỏ qua rồi nhé. Hãy tham gia ngay hôm nay để bắt đầu hành trình kinh doanh của bạn cùng Blue T-shirt. Và nếu có gì thắc mắc, bạn cứ gửi mail ngoctrân@bluet-shirt.com để được hỗ trợ nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Bye bye!